Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Và ngày hôm nay Sơn sẽ tư vấn chọn mẫu xe nào nó sẽ phù hợp với túi tiền và mục đích sử dụng của các dòng xe Toyota. Toyota Việt Nam đang là thương hiệu được rất nhiều khách hàng quan tâm nhất tại thị trường ô tô. Hiện nay Toyota đang cung cấp ở thị trường Việt Nam với dải sản phẩm đa dạng, phân bổ ở nhiều phân khúc khác nhau. Và việc để lựa chọn một mẫu xe phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả với khách hàng là điều rất nhiều người quan tâm. Và nếu anh chị đang quan tâm một mẫu xe thuộc thương hiệu Toyota thì mẫu xe nào phù hợp với khả năng tài chính của mình? Với những khách hàng lần đầu tiên mua xe, khả năng tài chính thì có hạn nhưng vẫn muốn sở hữu một dòng xe đô thị trẻ trung, năng động, trang bị tiện nghi đầy đủ thì WeGo đó là sự lựa chọn hợp lý. Mẫu xe thuộc phân khúc hạng A hatchback với hai phiên bản giá từ 345 triệu đồng cho tới 405 triệu đồng. Toyota WeGo có thiết kế tiện dụng, mẫu xe hatchback là sự lựa chọn hợp lý cho những khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một cái phương tiện để di chuyển hàng ngày trong đường phố đông đúc, chật hẹp. Với tầm tiền này thì Vios là một sự lựa chọn đáng để quan tâm. Toyota Vios thuộc phân khúc sedan cỡ B, liên tục đứng đầu danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất các tháng và cũng là mẫu xe có doanh số đứng đầu toàn thị trường Việt Nam, là một cái tên được biết đến nhiều nhất và lâu nhất trong phân khúc sedan hạng B. Toyota Vios thế hệ mới sở hữu một lợi thế về ngoại hình trẻ trung, nội thất rộng rãi và đặc biệt là chi phí bảo dưỡng ở mức thấp, động cơ bền bỉ. Đây sự lựa chọn hợp lý cho những khách hàng là gia đình trẻ mua xe lần đầu. Hiện tại đang có 5 phiên bản của dòng Vios. Vios E với 3 túi khí là 470 triệu đồng. Vios E 7 túi khí là với giá 490 triệu đồng. Vios E CVT 3 túi khí với 520 triệu đồng. Vios E CVT 7 túi khí với giá là 540 triệu đồng. Vios G 570 triệu đồng. Giá này chưa bao gồm khuyến mãi và giảm giá tại đại lý. Thì Toyota Corolla Altis là một trong những mẫu xe ô tô thương mại có lịch sử lâu đời nhất, đồng thời mang đến nhiều thành công nhất của hãng Toyota. Ra đời lần đầu vào năm 1966, đến nay Toyota Altis đã trải qua 12 thế hệ. Toyota Altis từng là mẫu xe bán chạy nhất thế giới, được ưa chuộng ở các thị trường châu Âu, Mỹ và các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Ưu điểm của Altis đó là thiết kế sang trọng, bền dáng, trung tính, phù hợp, đa dạng với nhóm người dùng khác nhau. Chất lượng, bền bỉ về mọi mặt, tuổi đời, sử dụng lâu dài, vận hành mạnh mẽ, ổn định và lành tính, dễ điều khiển, hộp số mượt, giá trị bán lại cao, thuộc hàng xe có khả năng giữ giá tốt nhất.
Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng của xe được đánh giá rất là cao và mẫu xe này đang được cung cấp thị trường với 5 phiên bản, 1 phiên bản số sàn và 4 phiên bản số tự động với giá từ 697 triệu đồng tới 932 triệu đồng và dòng xe này đang được các đại lý giảm tới 80 triệu đồng. Như vậy, giá xe sẽ có từ 617 triệu đồng tới 852 triệu đồng và rất hợp lý để chọn dòng xe này. Với tầm tài chính trong khoảng này, bạn có thể mua được hai mẫu xe khá là đẹp. Đó là mẫu Toyota Avanza và Toyota Rush. Toyota Avanza là một mẫu xe đa dụng MPV cỡ nhỏ, 7 chỗ thuộc phân khúc dưới Toyota Innova. Dù Avanza có dung tích xi lanh thấp hơn, giá rẻ hơn đàn anh Toyota Innova, nhưng nếu xét về thiết kế, trang bị thì xe không thua kém bất kỳ đối thủ nào trong cùng phân khúc. Tại thị trường Việt Nam thì được phân phối với hai phiên bản AT là 1.5 với giá là 612 triệu đồng, phiên bản 1.3 MT với giá là 544 triệu đồng. Khuyến mãi hiện tại của Avanza là 20 triệu đồng cho mỗi dòng xe. Toyota Rush là dòng xe 7 chỗ đáng chú ý cho những khách hàng mua xe chạy phố. Toyota Rush không hẳn là một dòng xe có thiết kế thu hút, nhưng đây là một dòng xe nó có thiết kế bền dáng, lâu lỗi thời bởi tận dụng được những đường nét bo tròn đơn giản đặc trưng của Toyota. Những tính năng tiện nghi và trang thiết bị an toàn trên Toyota Rush 1.5 là khá tốt trong cái tầm giá này. Giá xe Rush là 668 triệu đồng thì hiện tại dòng xe này đang được khuyến mãi khoảng tầm 15 triệu đồng. Từ lâu, Innova đó đã trở thành một mẫu xe MPV 7 chỗ được nhiều người lựa chọn. Với kiểu dáng ngoại thất của Innova thế hệ mới có nhiều thay đổi, thiết kế khoang nội thất rộng rãi đủ chỗ cho 7 người ngồi. Năm 2019 đã có 12.164 khách hàng mua Toyota Innova. Như vậy, trung bình mỗi tháng có khoảng tầm 1.000 khách hàng mua mẫu xe này. Hiện tại, Toyota đang được bán ra thị trường với 4 phiên bản, 1 phiên bản số sàn và 3 phiên bản số tự động. Giá bán sau ưu đãi của các đại lý cho dòng Innova này là từ 671 triệu đồng tới 921 triệu đồng. Năm 2020 có thể coi là một năm thay đổi của Toyota Camry. Phiên bản mới được bán ở thị trường Việt Nam đã chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thiết kế của Toyota Camry đã cho một lượng khách hàng yêu thích mẫu xe này trẻ hóa, đi cùng nhiều công nghệ an toàn. Giá bán của Toyota Camry cũng thay đổi nhiều so với những phiên bản lắp ráp. Hiện tại đang có hai phiên bản của Camry là 2.0G và 2.5Q. Giá bán là 1 tỷ 029 triệu đồng và 1 tỷ 235 triệu đồng. Trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam, ở thời điểm hiện tại mặc dù Ford Everest thế hệ mới với nhiều công nghệ an toàn đi kèm với hộp số tự động 10 cấp, động cơ diesel, nhưng sức hút của nhiều người đối với Fortuner vẫn không bao giờ hết. Trong năm 2019, trung bình mỗi tháng có khoảng tầm 1.000 khách hàng lựa chọn mẫu xe này. Với mạng lưới dịch vụ và sửa chữa rộng trên toàn quốc, phụ tùng thay thế rẻ đã khiến cho chiếc Toyota Fortuner này luôn được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện tại, Toyota Fortuner đang được bán ra thị trường với 6 phiên bản. Giá bán ưu đãi của các đại lý cho mẫu xe này là từ 950 triệu đồng tới 1 tỷ 230 triệu đồng. Với nhiều gia đình di chuyển trên đường cao Tây Bắc hoặc là Tây Nguyên vào những ngày cuối tuần, hoặc sử dụng xe với mục đích chuyên chở đồ đạc hay phải đi di chuyển trên địa hình khó khăn, Toyota Hilux sẽ là hợp lý. Đây là một mẫu xe có khoảng sáng gầm xe khá là tốt trong phân khúc, nó lên tới 310mm. Hiện tại Toyota đang bán ở thị trường Việt Nam với 4 phiên bản của Hilux. Hilux 2.4 MT với giá là khoảng tầm 622 triệu đồng. 2.4 AT với giá là 662 triệu đồng. Và bản Hilux 2.4 MT 2 cầu với giá bán là 772 triệu đồng. Và phiên bản cao cấp là 878 triệu đồng. Toyota Land Cruiser và Land Prado
là hai mẫu xe SUV hạng sang được nhiều đại gia săn đón. Với khoang nội thất rộng rãi, trang bị công nghệ nhiều đã khiến cho hai mẫu xe này không còn quá lỗi thời như những phiên bản trước. Toyota chính hãng đã bán ra thị trường với mẫu xe Land Cruiser Prado với giá là 2 tỷ 340 triệu đồng và Land Cruiser với mức giá là 4 tỷ 030 triệu đồng. Cả hai mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và sử dụng động cơ xăng. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.